Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của VRView. Ở trong thời gian gần đây thì A.O. Smith, một trong cái hãng sản xuất máy lọc nước rất là nổi tiếng, họ mới cho ra mắt một cái sản phẩm của mình, đó là chiếc A.O. Smith R400. Và tất nhiên rồi, cứ mỗi khi mà có một sản phẩm mới được ra mắt thì người ta sẽ lại đắn đo xem rằng là không biết rằng cái sản phẩm mới này nó sẽ có những cái thứ gì, có những tính năng gì, công nghệ gì nổi trội hơn so với cả những cái sản phẩm đã được ra mắt trước đó. Vậy nên trong video ngày hôm nay thì VRView bọn mình sẽ thực hiện một cái bài so sánh giữa hai chiếc máy lọc nước. Một bên là chiếc A.O. Smith R400 và một bên sẽ là một thiết bị máy lọc nước của một hãng sản xuất khác. Nó có 7 lõi lọc. Và để cho công bằng nhất cũng như là khách quan nhất thì bọn mình sẽ xin giấu tên thương hiệu của cái chiếc máy lọc nước ở phía bên này. Về các cái tiêu chí mà bọn mình đưa ra trong cái bài so sánh này thì nó sẽ bao gồm: đầu tiên là hình thức thiết kế, kích thước của sản phẩm, chất lượng hoàn thiện, gia công của sản phẩm, cấu trúc lõi lọc, tốc độ lọc nước và chất lượng nước sau khi lọc của hai cái thiết bị này. Và không để lắm mất thời gian của các bạn nữa, ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiến hành với cả cái bài test này. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái thiết kế bên ngoài. Đây là cái điểm mà các bạn có thể dễ dàng nhận thấy được sự khác biệt giữa hai cái thiết bị này. Với bên phía của chiếc A.O. Smith R400 thì chúng ta có thể thấy rằng cái thiết kế của sản phẩm này nó rất là mỏng, rất là gọn và thực sự là nó cực kỳ là trang nhã với màu sắc rất là sang trọng. Điều đó cũng sẽ giúp cho các bạn là có thể dễ dàng đặt cái thiết bị này ở bất cứ góc nào, hoặc là các bạn có thể để thêm đồ vào trong trường hợp mà cái không gian bếp của bạn nó khá là bé. Còn bên phía của chiếc máy lọc nước này thì do cái kích cỡ của nó tương đối là to ấy. Bên cạnh đó thì với những thiết bị máy lọc 7 lõi thông thường, hay cả ở trong cái trường hợp này mình có lấy ví dụ luôn đấy, thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần bình chứa nữa. Với cái phần bình chứa này thì cái không gian nó sẽ lại càng bị chiếm nhiều hơn, và điều đó khiến cho cái thiết bị này nó càng trở nên cồng kềnh và sẽ tương đối là khó để có thể đưa vào một cái không gian mà nó chật hẹp một chút. Còn với chiếc A.O. Smith R400 này thì chúng ta sẽ không có điều đó, nên là cái việc mà các bạn đặt vào những cái không gian nhỏ hẹp nó thực sự là rất dễ dàng. Đặc biệt cái chiếc máy lọc nước chuyên dành cho các không gian chung cư này nó còn có một cái thiết kế rất độc và lạ và không đụng hàng với bất cứ một chiếc máy lọc nước nào ở trên thị trường. Để có một cái thiết kế nó rất là đẹp như thế này thì chúng ta đã có hai cái sự thay đổi lớn. Thay đổi đầu tiên đó là máy được tích hợp công nghệ 5 cấp lọc ở trong một lõi lọc. Và cái sự thay đổi thứ hai đó chính là thiết kế không bình chứa như là những cái thiết bị máy lọc nước khác ở trên thị trường. Chiếc máy lọc nước R400E chỉ có tổng cộng là hai lõi lọc, gồm một lõi tích hợp 5 trong 1 và một lõi RO, công nghệ là RO Side Stream. Trong khi đó, chiếc máy lọc nước thông thường có 7 lõi. Ngoài ra, R400E chuyên dụng cho chung cư cũng không còn bình chứa nữa. Thay vào đó, nhà sản xuất A.O. Smith đã trang bị cho máy lọc nước này hệ thống công suất lớn với tốc độ lọc nhanh. Tốc độ lọc nước của R400E là 1,1 lít trên phút, tương đương 66 lít một giờ, cao hơn gấp 4,5 lần so với máy lọc nước 7 lõi, 15 lít trên giờ. Về chi tiết tốc độ lọc nước thì tẹo nữa bọn mình sẽ làm một cái bài test cho các bạn xem thực tế luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp với những cái phần khác. Như ở phía bên ngoài này, các bạn đều có thể nhận thấy được là cái chất liệu hoàn thiện cũng như là những cái chi tiết nhỏ như là van này hay là những cái khớp nối thì cái bên phía của chiếc R400 nó làm rất là tốt. Chất lượng hoàn thiện cực kỳ là cao và chất liệu nhựa thực sự là rất cứng cáp luôn. Các chi tiết như là lõi lọc, cút nối, van và dây dẫn ở trên máy lọc A.O. Smith R400 cũng được làm chất lượng và tỉ mỉ hơn so với cả máy lọc 7 lõi. Dây dẫn trên R400 cho cảm nhận mềm, có độ đàn hồi tốt, trong khi đó dây dẫn ở trên chiếc máy lọc 7 lõi cứng và có cảm giác giòn hơn. Vừa đây bọn mình đã mở nắp của chiếc R400 ra thì các bạn có thể thấy đây là phần nội thất bên trong của máy. Những cái chi tiết như thế này nó gọi là cút nối. Và đây, ở trên cái chiếc R400 này thì mình thấy rằng là những cái phần cút nối này nó xuất hiện rất là ít. Mình đếm sơ sơ thì cũng chỉ khoảng là 10 cút nối mà thôi. Còn ở bên phía với máy lọc nước thông thường 7 lõi này thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái phần cút nối. Và ở đây, bên phía của chiếc R400 chúng ta có những cái chi tiết đường nước. Và cái phần lõi ở đây nó được làm nguyên khối luôn. Điều này thì sẽ giúp cho cái thiết bị của chúng ta nó tránh được cái tình trạng bị rò rỉ nước. Đó. Và bên cạnh đó thì với chiếc R400 ấy, nó cũng sẽ có một cái phần nắp tre như thế này, làm bằng nhựa rất là cứng và chất lượng hoàn thiện cực kỳ là tốt. Vậy nên là nó sẽ hạn chế được cái việc đó là sâu rán ruồi nó bâu vào đây, và cùng với đó nó cũng sẽ tránh được cái tình trạng là rỉ sét ở những cái phần chi tiết kim loại như thế này. Đặc biệt, vật liệu nhựa của A.O. Smith R400 đạt tiêu chuẩn dùng thực phẩm cấp độ 1 NSF ANSI 58 và 42. A.O. Smith R400 cũng không dùng loại nhựa màu xanh đỏ trên sản phẩm như là máy lọc nước của các hãng khác. Dành cho những bạn nào chưa biết thì trong sản xuất nhựa, những loại nhựa màu xanh và đỏ là loại dễ bị pha tạp và tận dụng nhựa tái chế không an toàn sức khỏe để giảm giá thành cho sản phẩm. Ngoài ra, máy của A.O. Smith có cấp tiền lọc là bộ lọc lưới, giúp bảo vệ các lõi lọc trong trường hợp nguồn nước đột nhiên nhiễm bẩn do sục rửa đường ống tại các tòa chung cư. Bộ lọc lưới này dễ dàng tháo lắp và vệ sinh hàng ngày.
R400 được trang bị hệ thống sục rửa tự động sau 72 giờ không sử dụng, giúp tránh tắc lõi và tăng tuổi thọ lõi lọc. Bên cạnh đó thì R400 cũng có thêm hệ thống nhận diện lõi lọc chính hãng và công nghệ RFID. Điều này sẽ giúp cho các bạn có thể phát hiện ra được lõi lọc giả khi mà nó bị gắn vào ở trên cái thiết bị này. Với cái thiết bị máy lọc nước 7 lõi mà mình đang để đây để so sánh ấy, thì nó sẽ không có những cái tính năng đó. Vậy nên là chúng ta sẽ phải ghi nhớ thời gian định kỳ để có thể là thay lõi cho cái thiết bị này. Và do là không có cái hệ thống phát hiện lõi lọc chính hãng, vậy nên là chúng ta sẽ phải tìm một cái nguồn cung nó là uy tín và đảm bảo trong trường hợp mà các bạn không muốn mua phải những cái lõi lọc nó kém chất lượng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem công nghệ lõi lọc ở trên hai thiết bị này nó sẽ khác nhau như thế nào. Đây đều là hai chiếc máy lọc nước công nghệ RO. Tuy nhiên thì với lõi lọc ở trên chiếc R400 nó sẽ có công nghệ RO Sidestream ép hai đường nước vào hai đầu lõi lọc thay vì chỉ là một như ở trên cái chiếc máy thông thường này. Ngoài ra, sự khác nhau giữa hai máy còn nằm ở cấu trúc các lõi lọc còn lại. Để tối ưu diện tích cho các chung cư, R400 sử dụng một lõi lọc tích hợp 5 trong 1. Lõi tích hợp này gồm một lõi lọc thô PP5, một lõi lọc PP1, một lõi than hoạt tính carbon block để khử clo và các hóa chất gây hại, một lõi lọc PAC để điều chỉnh vị nước và một lõi siêu lọc MF để loại bỏ vi khuẩn, virus và nấm mốc. Quy trình lọc nước của R400 cũng không khác biệt nhiều so với máy lọc nước còn lại. Nguồn nước sau khi đi qua cấp tiền lọc sẽ được lọc qua các lõi lọc thô là PP5 và PP1, lõi than hoạt tính để loại bỏ clo dư và các hóa chất gây hại, sau đó chuyển qua lõi RO Sidestream để ra nước tinh khiết. Nguồn nước tinh khiết từ lõi RO Sidestream sau đó sẽ tiếp tục quay trở lại lõi lọc tích hợp 5 trong 1, nhưng qua hai cấp lọc còn lại là cấp lọc PAC để khử mùi, điều chỉnh vị và cấp lọc MF để loại bỏ virus, vi khuẩn, tránh tái nhiễm khuẩn sau cấp lọc RO. Do thiết kế 5 lõi lọc tích hợp bên trong một lõi có thể tích không quá lớn, vậy nên chiếc R400 phù hợp với việc sử dụng ở các chung cư với nguồn nước đầu vào là nước máy vốn đã tương đối sạch. Về tốc độ và thời gian lọc nước thực tế, đây là điểm mà chiếc R400 khác biệt hoàn toàn. Trong sử dụng thực tế, chúng mình đã thử lọc nước trong 15 phút với cả hai chiếc máy lọc. Chiếc R400 lọc được 16,5 lít nước, đúng như công suất lọc theo công bố của nhà sản xuất. Đặc biệt, với vòi nước lọc của R400 chảy ra đều và mạnh trong suốt quá trình lọc. Trong cùng thời gian đó, chiếc máy lọc 7 lõi thông thường lọc được 3,5 lít, cũng gần với công suất lọc theo công bố của nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm. Với công suất lọc thấp hơn nhiều lần so với R400, vòi nước lọc của máy lọc nước này chảy ra nhỏ và chậm hơn sau khi không còn lượng nước dự trữ trong bình chứa. Quá trình lọc nước thực tế cũng cho thấy rằng là R400 và máy lọc nước 7 lõi có sự khác biệt lớn về tỷ lệ nước thải. Ở chiếc R400, tỷ lệ nước lọc và nước thải ra là tương đương nhau. Trong khi đó, tỷ lệ nước lọc và nước thải của chiếc 7 lõi là 1:3, tức là cứ lọc được 1 lít nước thì nó sẽ thải ra 3 lít nước. Sở dĩ có sự khác biệt về tỷ lệ thu hồi nước như vậy là do lõi lọc RO của A.O. Smith sử dụng công nghệ khác với lõi lọc RO của các hãng khác. Lõi lọc RO của các hãng khác thường chỉ có một đường nước ép vào lõi lọc, còn lõi RO Sidestream của A.O. Smith có hai đường nước ép vào hai bên lõi lọc. Áp lực nước đè lên màng lọc đều nên tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết trên nước thải là 1:1, cao hơn so với các hãng khác ở trên thị trường. Về chất lượng nước sau khi lọc, R400 và chiếc máy lọc 7 lõi có sự khác biệt về cách xử lý nguồn nước tinh khiết sau khi trải qua lõi lọc RO. Với R400 có thêm cấp lọc PAC để khử mùi, điều chỉnh vị của nước để tạo sự dễ chịu khi uống và cấp lọc MF loại bỏ nốt vi khuẩn, virus để ngăn tái nhiễm khuẩn sau cấp lọc RO. Vì vậy, nước qua xử lý bởi R400 là nước hoàn toàn tinh khiết. Trong khi đó, chiếc máy lọc 7 lõi có thêm lõi lọc tạo khoáng và cân bằng độ pH trong nước. Vì vậy, nước lọc ra cuối cùng từ máy lọc 7 lõi này đã được bổ sung khoáng chất, nó không còn là nước tinh khiết nữa. Tổng kết lại thì chiếc R400 đang ở bên cạnh mình đây sẽ có lợi thế hơn về khoản thiết kế. Nó cực kỳ phù hợp dành cho những môi trường chung cư khi mà có thiết kế nhỏ gọn và nó cực kỳ là mỏng thôi, có thể đặt được ở trong rất là nhiều những cái không gian, những cái bối cảnh khác nhau. Ngoài ra thì chiếc máy lọc nước chuyên cho chung cư này cũng có đầy đủ những công nghệ đặc trưng của A.O. Smith như thiết kế chống rò rỉ, sục rửa tự động, cảnh báo tình trạng lõi lọc ngay tại vòi điện tử và thân máy, cùng với công nghệ RFID để phát hiện lõi lọc giả. Và đó là cái bài so sánh của bọn mình về cái chiếc A.O. Smith R400 so với cả một cái máy lọc nước ở trên thị trường với 7 lõi lọc. Không biết là sau khi xem xong cái video trải nghiệm thực tế của bọn mình thì các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Xin mời hãy để lại ý kiến ở phía dưới phần comment video, chúng ta sẽ cùng bàn luận thêm nhé. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.